Do sự ngu muội của con, ngày trước con vô ý làm chết các động vật nhỏ, tắm hamster làm nó chết, mèo mẹ không có sữa, con bón sữa mèo con làm nó sặc chết, tưởng cá con là lăng quăng mà giết chết. Mỗi lần nhớ các lỗi ấy, con tâm con rất đau. Sư cho con hỏi con nên làm gì để có thể bù đắp lại chúng sanh mà con đã vô ý làm hại để giảm bớt nghiệp báo cho bản thân. Thứ nhất á, là cái chuyện mình vô ý làm cho chúng sanh khác chết, ví dụ như tắm hamster làm nó chết, thì quý vị không có phạm giới sát sanh ha. Coi như là cho mèo nó con uống sữa thì mèo nó chết thì cũng không phạm giới sát sanh. Nhưng mà tưởng các con là lăng quăng giết chết thì cái đó là mình phạm sát sanh. Bây giờ cần làm cái gì? Chúng ta cần nỗ lực tạo phước bằng cách là bố thí, như là trong bài kinh ngày thứ 6 đó, nỗ lực bố thí. Và sau khi bố thí rồi, chúng ta hồi hướng phước đến tất cả chúng sanh, thì đó là cách để chúng ta giúp đỡ những chúng sanh khi vẫn còn đang trong cảnh khổ. Còn giảm bớt nghiệp báo của bản thân thì cũng giống như bà Mallika đó, là làm phước cho nhiều vô, thì khi phước của mình nhiều quá thì nó sẽ nâng đỡ các cái ác nghiệp, làm cho nó trổ quả ngắn hơn và nhẹ hơn. Còn cách tốt nhất thì học ngày Angulimala, tức là tu tập chứng đắc đạo quả ngay trong đời này hoặc trong đời sau, thì nghiệp nó không kịp trổ là mình đã giải thoát giác ngộ rồi.